Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết khu vực Bắc Bộ hôm nay, ngày 12 tháng 4, nhiệt độ tăng dần. Bầu trời có mây, trưa chiều trời nắng, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tại thủ đô Hà Nội, ban ngày nhiệt độ giao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ, tăng 1 độ so với ngày hôm qua. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 66 đến 75%. Tối và đêm nhiệt độ giao động trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 81 đến 86%. Khu vực Bắc Trung Bộ còn có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trong khi đó Tây Nguyên nắng nóng cục bộ, còn Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Riêng vùng Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tại khu vực Tây Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo khoảng từ 35 đến 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 30 đến 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày xuất hiện từ khoảng 12 giờ đến 16 giờ. Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 38 đến 40 độ C. Tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất dao động từ 37 đến 39 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ 3 đến 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, người dân cần lưu ý, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết thế giới. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng ở Philippines đã cảnh báo về đợt nắng nóng dữ dội, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 51 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ lan rộng ra khắp Đông Nam Á. Trong khi đó, ở Nga, vụ vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng Orenburg đã khiến cho khu vực này phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, Chưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền 10 ngày tới, không khí lạnh suy yếu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu tăng nhiệt trở lại, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, riêng Nam Bộ vẫn nắng nóng triền miên. Theo bản tin dự báo, trong giai đoạn tới, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C, khu vực phía Tây Bắc Bộ Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2 đến 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cũng thời kỳ này, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 40 mm, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 40 đến 80 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo thời tiết người ngày tới cho các vùng trên cả nước. Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 13 tháng 4, khả năng nắng nóng diện rộng. Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ và sương mù giải rác. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 13 tháng 4, nắng nóng cục bộ. Từ ngày 14 tháng 4, khả năng nắng nóng diện rộng. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên nắng nóng cục bộ, từ ngày 14 tháng 4 khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được dự báo có thể xuất hiện nắng nóng vượt đỉnh kể từ đầu năm. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nơi nắng nóng gay gắt, Nhiệt độ đo được từ ngày hôm qua ở trạm Tân Sơn Nhất là 38 độ C, đây được coi là nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo trong ngày hôm nay, một số nơi tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất là 38 độ C. Đến ngày 13 tháng 4, dự báo một số nơi như khu vực quận 1, quận 3, quận 4, quận Tân Bình, quận 12, huyện Củ Chi, nhiệt độ cao nhất có khả năng lên đến 39 độ C, cao nhất từ đầu năm đến nay. Tại một số tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Dự báo trong ngày hôm nay, nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C. Thời gian nắng nóng tại Nam Bộ kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Khuyến cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Thưa quý vị, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Lâm Minh Thành vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở, sụt lún đất do hạn hán ở huyện U Minh Thượng. Theo khảo sát, vùng đệm rừng U Minh Thượng có 310 điểm sụt lún, sạt lở, tổng chiều dài hơn 7,5 km, trong đó tuyến đường tỉnh 965 có 40 điểm sạt lở, tổng chiều dài 885 m và nguy cơ tiếp tục sạt lở thời gian tới có thể sẽ rất lớn, ước tính thêm khoảng 7 km nữa. Ở huyện U Minh Thượng riêng lộ giao thông nông thôn có 270 điểm sạt lở, tổng chiều dài gần 6,7 km và nguy cơ tiếp tục sạt lở thời gian tới có thể sẽ rất lớn thêm khoảng 1,5 km. Giá trị thiệt hại tăng thêm khoảng 76 tỷ đồng. Ngoài ra sạt lở đã làm sập 26 căn nhà và 54 căn nhà khác có nguy cơ tiếp tục sụp đổ cao. Trước tình trạng này, huyện U Minh Thượng huy động các nguồn lực của địa phương ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở đường giao thông nông thôn, sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong vùng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong ứng phó với tình hình sụt lún, sạt lở đất, lộ giao thông và nhà ở. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng vận động các hộ dân có nhà xây dựng cặp mé kênh di rời, kiên quyết di rời đối với những nhà ở các điểm đã dạn nứt, có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng ở Philippines đã cảnh báo về đợt nắng nóng dữ dội khiến nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 51 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ lan rộng ra khắp Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trong tuần tới. Theo cơ quan khí tượng quốc gia của Philippines, Pagasa được đăng trên trang Sinhua, có ít nhất là 9 khu vực ở khắp đất nước Philippines bị xếp vào danh sách những khu vực nóng nguy hiểm với nhiệt độ có thể lên đến 51 độ C trong những ngày tới. Mức độ nóng nguy hiểm tức là nhiệt độ sẽ từ 42 độ C trở lên. Ngoài những khu vực đó thì phần còn lại của Philippines cũng được cảnh báo là cần cực kỳ thận trọng với nhiệt độ ở mức 33 đến 41 độ C. Bagasa nhấn mạnh khi thời tiết đang nóng nguy hiểm, người dân ra ngoài trời rất dễ bị kiệt sức, say nắng, chuột rút, mất nước, vân vân. Theo dự báo hiện tại, nắng nóng khắc nghiệt sẽ gia tăng bao trùm các nước Đông Nam Á trong tuần tới. Tại nước ta, vào dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương ngày 18 tháng 4, tức là thứ năm tuần sau, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên 41 đến 42 độ C thành phố Hồ Chí Minh lên 39 đến 40 độ C. Cùng thời điểm, một số thành phố ở Đông Nam Á cũng nóng dữ dội như Bangkok Thái Lan 43 đến 44 độ C, Singapore 38 độ C, Viêng Chăn, Lào 39 đến 40 độ C, vân vân. Thưa quý vị, sau khi xảy ra vụ vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Os ở vùng Orenburg của Nga, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp. Mới đây, dựa trên tình hình ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Masa Technology Chụp lại, có thể thấy rõ sự biến đổi tại thành phố Ox trước và sau vụ vỡ đập. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Nga, từ 6 giờ sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương, mực nước sông Uran gần thành phố Ox đã hạ 24cm xuống còn 880cm. Đối với khu vực này, mực nước được coi là nguy hiểm khi vượt quá mốc 700cm. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin rằng, Tính đến cuối ngày 10 tháng 4, nước lũ đã rút khỏi 257 ngôi nhà ở thành phố Ox thuộc vùng Orenburg. Bên cạnh đó, tổng cộng 6.500 ngôi nhà khác vẫn bị ngập trong nước. Mặc dù có dân số tương đối nhỏ, dưới 200.000 người, nhưng thành phố Ox vẫn nằm trong nhóm 10 đô thị lớn nhất của Nga tính theo diện tích. Bộ xây dựng Nga ước tính thiệt hại đối với lĩnh vực nhà ở trong khu vực Orenburg là hơn 21 tỷ rúp, tương đương 227 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin mới nhất, tính trên toàn bộ vùng Orenburg đã có 12.800 ngôi nhà bị ngập, Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về nghi vấn vi phạm quy định an toàn xây dựng và lư là dẫn đến việc con đập tại Ox bị vỡ. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống trên kênh của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.